Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S181. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Bình Trịnh. Rồi, nay đội hình của mình có hai con tiêu dao mà kết hợp với thiên tâm luôn là quá dữ dằn nha anh em ơi. Nhưng mà các thành viên chúng ta đang có mặt tại khu vực số 7. Rồi, tiêu dao lóc lên rồi, lóc lên anh em ạ. Đây là một team cầm tay với tiêu dao Dương Môn và Đoàn Thị. Cẩn thận nha. Đội bạn có Đoàn Thị mình thấy khá nguy hiểm anh em ạ. Đoàn Thị đã tung lòng ra và như vậy là một tiêu dao chúng ta đã ra đi anh em ơi. Quá nhỏ cho anh bạn tiêu dao khi đã chọc giận Đoàn Thị lên cái 7x. Rồi, còn mình Dương Môn nó bay nó nhảy thôi, tiêu dao chúng ta rút trở lại và thiên tâm vẫn tiếp tục quẩy đội hình của tiêu đội bạn. Như vậy là tình huống vừa rồi đội hình chúng ta đã có một cái quần thể kim cang mới có thể gọi là xuống để up team này anh em ạ. Và cuối cùng mình đã tiêu diệt được một team cầm tay. Nhưng mà một cái pha đánh đổi khá đáng giá ha, 3 mạng đổi 1 mạng. Rồi còn 20 đội luôn, bây giờ thì chúng ta cần phải farm lính hồi máu, một ngà mì yếu máu đến từ khu vực số 21. Có lẽ bên trong vừa có giao tranh anh em ạ. Bây giờ chúng ta có di chuyển vào để tiếp tục ăn hồi hay không? Không, các thành viên chúng ta quay trở lại khu vực số 8. Và sau đó di chuyển trở lại khu vực số 7, mọi người chuẩn bị di chuyển sang đến khu vực số 6 rồi anh em ạ. Tiện tâm đã đi trước. Rất trống, không hề trống, có một team treo và không đánh lính. Rồi xung tiêu nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã xử lý thêm một team treo và như vậy thiên tâm tiếp tục chạy về đến khu vực số 5. Hiện tại tiêu dao vẫn chưa hồi chiêu lốc, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển anh em ạ. Đó vẫn là một team treo và không đánh lính, quá tuyệt vời cho anh em. Như vậy là tiêu dao chúng ta đã có được hai quyển bí kíp quan trọng, tiếp tục thực hiện một quả lóc lên. Thật thảm. Không thật thảm. Rồi, có tiền nữa kìa anh em ơi, lấy thêm hai quyển bí kíp nữa là chúng ta full bí kíp nha. Quá ngon. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 15 đội và các thành viên của mình quay trở lại các khu vực cũ. Chúng ta đã có đầy đủ các loại bí kíp rồi. Bây giờ quét map sẽ thoải mái cực kỳ anh em ơi. Và anh em thấy là chúng ta đang có thêm hai cái bạo kích nữa. Rồi. Lấm gạo nào anh em ạ. Di chuyển về khu vực số 9 và kiếm kèo giao tranh. Tiêu dao phối hợp với thiên tâm. Thiên tâm đi trước để mở đường kéo nó lại. Vạn hoa rồi, xong vạn hoa rồi. Mình thấy một cái phát lứa của vạn hoa tuột máu cực kỳ. Và Dương Môn không thể nào thoát được anh em ạ. Đó là một team vạn hoa với tiêu dao Dương Môn. Một đội hình mình đánh giá khá mạnh nha anh em, bởi vì vạn hoa khắc được thiên tâm nè ha. Dương Môn búp giáp cho team, nhưng mà có lẽ chúng ta có bạo kích và phải nói là pha úp cực kỳ bất ngờ. Và bây giờ thì ảo tượng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Chúng ta quay trở lại khu vực số 7 cho mình xin cái bản đồ. Đó là khu vực số 7 có Côn Lôn, Huyền Thủy, Tàn Kiếm, lóc lên. Huyền Thủy và Côn Lôn đã ra đi với cái thất thám của tiêu dao. Phải nói một pha thất thám khá mạnh. Như vậy thiên tâm vẫn tiếp tục ở lại quẩy để tạo đam vào Tàn Kiếm anh em ơi. Wow. Anh em thấy sự phối hợp của hai môn phái này tuyệt vời đúng không anh em ạ? Chúng ta là tiêu dao du hồng, bởi vậy một cái combo rất mạnh. Rồi, cố gắng mở xong ảo tượng, mình sẽ di chuyển sang đến khu vực số 6 để tìm kiếm những team khác luôn anh em ơi. Chúng ta tiếp tục di chuyển nào. Rất trống. Hiện tại map chỉ còn có 13 đội, một tiêu dao khác, tiêu dao lóc rồi, thiên tâm chúng ta lên chưa cuối, kéo lại, thành công rồi, lóc lên và thất thảm, như vậy tiêu dao đã trả giá. Phải nói là tình huống vừa rồi tiêu dao chúng ta đã có một phát nhảy né chiêu, sau đó phản kèo trở lại, quá tuyệt vời anh em ơi. Rồi, tiếp tục có quân thể kim cang và chúng ta di chuyển thẳng về đến khu vực số 2, bên này có team Thiên Vương, Huyền Thủy và một tiêu dao nữa. Ồ, trận này toàn là những team cầm tay không anh em ạ. Rồi, Huyền Thủy chạy đi, đồng đội chạy hết trơn rồi. Ây cha, rồi, ai đây, tiêu dao một chấm máu. Như vậy Huyền Thủy, không chạy về hướng khu vực số 3 mà chạy vô lính. Này là vẫn còn hơi bị non rồi nha, Thiên Vương chạy đâu? Thiên Vương đang cố gắng thoát thân. Như vậy là Huyền Thủy đã ra đi và Thiên Vương đã thoát thành công. Một môn phái khác có quân, đó chính là tiêu dao và các thành viên chúng ta rút lui an toàn.
Ôi, anh em thấy là những pha giao tranh sau khi ảo tưởng xuất hiện phải nói là cực kỳ căng thẳng và kịch tính anh em ạ. Chúng ta có một tàng kiếm tại khu vực số 7. Rồi, Thiên Tâm vẫn là người đi trước. Như vậy tàng kiếm chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Ôi, Thiên Tâm cẩn thận. Một cái thất thảm nữa. Hình như là Thiên Tâm của mình không lên được 7x anh em ạ. Tình huống đó nếu như Tiêu Dao không hỗ trợ kịp lúc có lẽ Thiên Tâm chúng ta rất vất vả với tàng kiếm. Ui, một team khác nữa, vỏ đen, tàn kiếm. Trời ơi, đeo. Rồi, chúng ta bị lốc rồi. Lướt chạy nè em ơi, lướt chạy nè em ơi. Quá tuyệt vời. Thiên Tâm vẫn tiếp tục ở lại quẩy team bên kia. Phải là một trận tầm ma rất nhiều những team mạnh anh em ạ. Đó anh em ơi, tầm ma quýnh cỡ này cũng mấy phê nè anh em ạ. Team nào cũng gọi là thứ dữ không à. Chúng ta chỉ còn khoảng 10 giây cho dùng vòng số 1 thôi. Và bây giờ thì Tiêu Dao chúng ta đang cố gắng hồi máu thật nhanh. Đó là Tiêu Dao khác định úp sọt chúng ta. Nhưng rất may là Tiêu Dao đã né thành công. Và như vậy là thời gian của vòng số 1 kết thúc. Và chúng ta vẫn còn 8 đội để tiếp tục bước về vòng số 2. Quá căng thẳng. Phải nói là sau khi càng có nhiều môn phái xuất hiện, càng có nhiều môn phái có khả năng hồi máu và mạnh mẽ trong tâm ma thì những trận tâm ma trở nên cực kỳ gây cấn và hấp dẫn. Và mình tin chắc ở những cái bản cập nhật tiếp theo để chỉnh sửa các môn phái lại thì chúng ta sẽ có những môn phái mạnh hơn trong tâm ma. Và mình đang rất là mong chờ cái phiên bản Côn Lôn thức tỉnh anh em ạ. Chúng ta có một dương môn yếu máu tại khu vực số 1. Tiêu Dao đã nhảy thành công rồi, tiếp tục thất thảm né chiêu và Thiên Tâm tiếp tục dùng đam cẩn thận với dương môn cấu máu. Như vậy thì dương môn đã ra đi. Dương môn ra đi vẫn còn 8 đội. Bây giờ Thiên Tâm đã di chuyển về đến khu vực số 4 anh em ạ. Rất trống. Chúng ta bắt đầu mua những quyển tăng cấp bí kíp. Phong quyển Tàng Vân hay là Bạch Hồng Quán Nhật đây. Như vậy là đấu chuyển tinh di đã được ưu tiên tăng cấp. Đấu chuyển tinh di chúng ta tăng cấp lên thì sẽ tăng thêm sát thương. Và việc tăng sát thương sẽ giúp anh em hồi máu nhiều hơn. Nhiều anh em cứ tưởng đấu chuyển tinh di tăng cấp lên là giúp hồi máu nhiều là do nó hút máu nhiều. Anh em không phải, mà do anh em được tăng sát thương nha. Rồi, tiếp tục chúng ta di chuyển về đến khu vực số 7. Anh em thấy là Tiêu Dao vẫn để cho Thiên Tâm di chuyển trước nha anh em. Đó, di chuyển anh em cứ phải từ từ như vậy, không có nóng vội. Môn phái nào chúng ta nên để di chuyển trước thì chúng ta để di chuyển trước. Có nhiều anh em chơi búp, ví dụ Nga Mi Trường Ca mà chạy qua trước xong hay qua bên kia bị khống chế. Đó, rồi không hỗ trợ được cho đồng đội nữa thì nó rất là thiệt thòi cho team của mình nha anh em. Tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 21. Tiêu Dao chúng ta rất kỹ càng và luôn chờ đợi những chiêu thức của mình được hồi phục. Rồi, 21, 20 không có ai và chúng ta vẫn còn 6 đội anh em ơi. Rất trống tại khu vực số 5 và chúng ta tiếp tục mua những quyển tăng cấp bí kíp. Đấy rồi, đó là một con huyền thủy. Huyền thủy đã bị Thiên Tâm chúng ta xử lý. Tiếp tục là Tiêu Dao. Tiêu Dao mất né rồi. Thiên Tâm vô xử lý liền. Ui, cẩn thận. Nè, ra dính đòn với Thiên Tâm nè. Chạy đâu con sâu ơi. Thiên Tâm làm chậm nó và tiếp tục. Ui, nó lóc lên kìa. Thiên Tâm có chiêu cuối không? Không có chiêu cuối rồi nè mà. Tiêu Dao đã lóc và sau đó thoát thân thành công. Tiêu Dao hình như đã quay trở lại khu vực số 4 thì phải. À không, Tiêu Dao đã chạy luôn rồi. Đấy, ui có quần, thôi. Pha lướt đâu, bị kéo rồi. Rất may Tiêu Dao không còn lóc anh em à. Quá là may mắn. Đến thời điểm này chắc có lẽ chúng ta sẽ còn đa số là những team 2 hoặc là những team lẻ. Những team 3 thì gần như đã bị xử lý. Một Tiêu Dao khác có bao kết. Phải nói là Tiêu Dao sau khi thấy sự xuất hiện của Thiên Tâm cũng phải dè chừng, bởi vì đây là môn phái cực kỳ khó chịu trong tâm ma. Rồi, bị làm chậm rồi, bị làm tàn phế rồi, tiếp tục lóc thất thảm. Như vậy là đội bạn đã lên 3 điểm số anh em ạ. Chúng ta tiếp tục mở ảo tượng. Ảo tượng khu vực số 6 và số 9. Số 9 đã được mở rồi. Số 6 cũng đã được mở anh em ơi. Như vậy chúng ta có quân thể Kim Cang và Tiêu Dao chúng ta đang cố gắng di chuyển cùng với Thiên Tâm. Hình như là khu vực số 4 có một Thiên Tâm khác thì phải. Wow. Thúy Yên, Tiềm Long, chạy đâu vậy? Rồi. Tội con nhỏ chưa, trời đã chơi Thúy Yên phải xấu rồi mà còn bị
ăn trọn combo của những môn phái xịn hết em ạ. Tiêu dao, mất lock tiêu dao rồi, chúng ta đã nhảy thành công để né được phát lock vừa rồi. Tiền Tâm đang cố gắng đuổi theo và đến khu vực số 6, tiêu dao đã quay sang khu vực số 5 và tiêu dao thoát thân thành công rồi em ạ. Như vậy là trong bản đồ chúng ta vẫn còn đến 4 đội và các thành viên mình đang cố gắng lên ngựa để truy đuổi. Rồi, không thấy mục tiêu đâu cả. Ây cha, mất tích luôn rồi bà con của bác ơi. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 3 đội trong bản đồ tâm ma. Thầy nói là anh em Quýnh có những chiến thuật khá là hay ha. Chúng ta luôn để cho Thiên Tâm đi trước để gọi là mở combat cũng như là cấu combo của team đội bạn. Như anh em đánh chúng ta rất là chủ quan, cứ nghĩ là mình đang rất mạnh và chúng ta cứ việc di chuyển kiểu di chuyển map mà không có tính toán anh em ạ. Điều đó dẫn đến là cái sự thiệt thòi về cho team của mình. Hoặc nhiều anh em đánh dạng gọi là bạo cực kỳ, chưa hồi kỹ năng mà anh em đã bắt đầu di chuyển rồi, thì điều đó cũng là một cái gì đó anh em nên phải sửa đổi lại để giúp cho cái những cái trận tâm ma của mình nó sẽ hấp dẫn hơn và tốt đẹp hơn nữa anh em. Rồi, như vậy là trong bắt đầu chúng ta chỉ còn một mình tiêu dao thôi, tiêu dao dính lốc rồi. Rất tiếc là không nhấc bổng được anh em ạ. Tình huống đó nếu chúng ta nhấc bổng được tiêu dao có lẽ pha thất thám cũng có thể kết thúc được. Cơ hội một chấm máu, tiêu dao đang cố gắng thoát về đến khu vực số 1 và khu vực số 4 rồi. Bây giờ rất cần một đòn đánh của Thiên Tâm để làm cho tiêu dao bị làm chậm. Chúng ta đang cố gắng chia lực lượng ra để tìm kiếm tiêu dao. Vẫn chưa phát hiện được mục tiêu. Thời gian còn lại của vòng số 2 chỉ còn khoảng 18 giây. Và chúng ta vẫn tiếp tục đuổi theo. Đây rồi, ủa. Có không vậy anh em? Làm thất thám hết hồn anh em ạ. Kìa mục tiêu kìa. Ui, lốc trượt rồi, lướt một cái. Đội bạn đã di chuyển về đến khu vực số 16. Thiên Tâm nó ở ngoài, Thiên Tâm nó ở ngoài. Đội bạn đã thất thám. Và một chấm máu như vậy, tiêu dao nhảy thành công. Lốc nữa kìa. Wow. Phản kèo khá là gắt nha anh em ạ. Và bây giờ thì các thành viên chúng ta đang cố gắng bám theo tiêu dao với hy vọng sẽ kết thúc trận tâm ma này sớm hơn. Cấu né được rồi. Thiên Tâm đang ở đâu? Thiên Tâm vẫn đang có mặt tại khu vực số 1 và tiêu dao vẫn chặn cửa tại khu vực số 8 anh em ạ. Bây giờ chỉ cần một sai lầm thôi. Khu vực số 7 có biến và Thiên Tâm đã dính lốc rồi. Lướt vào, như vậy là tiêu dao đã ra đi. Trận tâm ma quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.